Xin chào các bạn, thì Apple đã phát hành cái phiên bản chính thức iOS 17.5 dành cho những dòng thiết bị hỗ trợ. Thì mình đã cập nhật cái thiết bị của mình lên cái phiên bản mới nhất này. Thì qua video hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái điểm mới của cái phiên bản iOS 17.5 cũng như là sau khi mà mình cập nhật cái phiên bản này thì cái thiết bị của mình nó sẽ hoạt động như thế nào. Đối với cái phiên bản iOS 17.5 này thì mình cập nhật trên thiết bị của mình nó rơi vào khoảng 975 MB, nó tương đương gần khoảng 1 GB. Thì cái thiết bị của mình cập nhật từ 17.4.1 nên nó có cái dung lượng như thế này. Còn nếu mà các bạn cập nhật từ thấp hơn cái phiên bản 17.4.1 thì cái dung lượng này nó sẽ nặng hơn. Và cũng tùy trên thiết bị nữa nha. Thiết bị của mình là iPhone 14 Pro Max thì đây là dung lượng của nó ở phiên bản iOS 17.5. Thì trước tiên chúng ta cùng điểm qua một vài những cái thay đổi cũng như là những cái điểm mới trên cái phiên bản này. Thì các bạn có thể thấy là trên cái màn hình của mình là có một cái hình nền như thế này. Thì đây là cái bộ hình nền Rai Apple vừa bổ sung vào cái phiên bản 17.5. Chúng ta sẽ cùng xem qua cái bộ hình nền mới này nha. Nó sẽ có những cái kiểu như thế này, trông khá là nổi bật và đẹp mắt. Và khi mà chúng ta đặt làm cái hình nền trên thiết bị sẽ có một cái hiệu ứng động như thế này. Thì cái bộ hình nền này nó đặc biệt ở chỗ á, là mỗi khi mà chúng ta mở khóa như thế này và các bạn vuốt cái thanh thông báo xuống thì cái kiểu ở bên ngoài nó sẽ thay đổi nha. Nó không nằm ở một chỗ, ví dụ như cái chữ Rai này khi nó sẽ hiển thị như thế này, khi nó hiển thị chọn cái màn hình của các bạn hoặc là khi nó chỉ hiển thị một phần như thế này thôi. Và mỗi khi mà chúng ta mở khóa thì nó sẽ có những cái kiểu thay đổi khác nhau. Nó làm cho chúng ta có một cái hình nền nó thay đổi liên tục, tránh cái cảm giác nhàm chán khi mà chúng ta sử dụng điện thoại. Thì cá nhân mình đánh giá cái bộ hình nền Bright mới của iOS 17.5 này rất là đẹp mắt nha. Chúng ta sẽ đến cái thay đổi thứ hai trên cái phiên bản iOS 17.5 này, nó sẽ đến với cái podcast nha. Thì khi mà các bạn nghe những cái tiện ích podcast á thì nó sẽ có là cái màu đồng nhất với cái podcast mà các bạn đang nghe. Ví dụ như bây giờ mình đang nghe cái podcast với cái màu chủ đạo là màu hơi tối tối như thế này thì khi các bạn thoát ra á thì cái mà tiện ích ở trên màn hình nền của các bạn á nó cũng sẽ đổi theo cái màu của cái podcast các bạn đang nghe luôn. Đây mình sẽ thử với một cái podcast màu xanh nha. Thì khi mà các bạn bấm play cái podcast đó thì tự động cái tiện ích trên cái màn hình nền của chúng ta nó cũng đổi màu theo. Nó làm đồng nhất từ cái Dynamic Island cho tới cái Widget ở đây, trông nó cũng khá là đẹp mắt. Một cái chức năng mới được Apple bổ sung vào cái phiên bản iOS 17.5 đó chính là cái chức năng trạng thái sửa chữa. Thì khi mà chúng ta gửi máy đi sửa chữa đó, các bạn không cần phải tắt cái pin My iPhone và chúng ta chỉ cần đưa cái thiết bị vào cái chế độ là sẵn sàng sửa chữa như thế này thì các bạn vẫn có thể theo dõi được cái thiết bị iPhone của chúng ta. Khi mà các bạn muốn kích hoạt được cái chức năng này nè, các bạn sẽ vào cái ứng dụng Tìm trên thiết bị của các bạn và các bạn sẽ bấm gỡ bỏ thiết bị thì lúc này nó sẽ có một cái thông báo, nó báo là các bạn không thể gỡ và các bạn chỉ có thể chuyển máy về cái chế độ sẵn sàng sửa chữa như thế này. Nhưng mà cái này thì các bạn không nên bật khi mà các bạn không có cái nhu cầu sửa chữa nha. Một vài những cái cập nhật trên cái phiên bản 17.5 chỉ hỗ trợ khả dụng cho cái vùng EU, là những cái nhà phát hành ứng dụng từ cái khu vực EU có thể là cài đặt trực tiếp cái ứng dụng của họ trên cái thiết bị iPhone của người dùng mà không cần phải thông qua App Store. Thì những cái cập nhật đó sẽ không khả dụng đối với người dùng Việt Nam nên mình cũng sẽ nói sơ qua thôi. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến cái vấn đề trải nghiệm sử dụng cũng như là những cái hiệu ứng đóng mở, những cái animation. Thì trên cái thiết bị của mình sau khi mình cập nhật cái phiên bản 17.5 này thì đối với những cái thao tác sử dụng bình thường, những cái trải nghiệm vuốt kéo thì mình thấy nó cũng không khác biệt so với phiên bản 17.4.1 lúc trước. Còn về phần hiệu năng thì mình sẽ đánh giá qua ba cái app là AnTuTu, GitBand và BodyMark. Thì đối với phần mềm AnTuTu, khi ở phiên bản mà 17.4.1 thì cái thiết bị của mình iPhone 14 Pro Max đạt được 1.411.000 điểm như thế này. Còn ở phiên bản 17.5 hôm nay thì nó đạt được là 1.395.000. Nó có sụt giảm đôi chút nhưng mà chung bi ra thì hai số điểm này cũng không có chênh lệch nhau nhiều lắm. Và cùng ở phiên bản là 10.0.3. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem cái điểm số của phần mềm GitBench 6. Thì GitBench 6 thì chúng ta có thể xem được CPU và GPU. Chúng ta sẽ xem CPU trước nha. CPU khi ở phiên bản mà 17.4.1 thì điểm đơn nhân là 2.649, điểm đa nhân là 6.908. Ở phiên bản mà 17.5 thì là 2.645 và đa nhân là 6.907. Thì các bạn có thể thấy là hai cái phiên bản gần nhất này thì số điểm của nó khá là tương đồng với nhau và hầu như là chỉ chênh lệch một vài điểm gì đó không đáng kể. GPU ở phiên bản 17.4.1 nè, 22.946. Còn ở phiên bản 17.5 là 23.183 thì nó có tăng nhẹ so với cái phiên bản lúc trước. GPU thì có tăng, còn CPU thì tương đương. Thì BodyMark mình sẽ đánh giá với cái bài test là Wildlife Extreme với chế độ là không giới hạn. Thì các bạn có thể thấy cái phiên bản iOS ở đây nè, 17.5 nó đạt được 2.911, còn ở phiên bản 17.4.1 là 2.722. Thì cái phiên bản mà 17.4.1 á, nó sụt giảm khá nhiều so với 17.4 cũng như là 17.5.
cái điểm 17.5 nó vẫn thấp hơn 17.4 nha. Và cái FPS trung bình của 17.5 nó đạt được là 17.4 FPS, so với 17.4.1 chỉ là 16.3 FPS. Cùng một bài test là Wildlife Extreme với chế độ là không giới hạn nha. Thì sau khi mà đánh giá qua ba cái phần mềm là AnTuTu, Geekbench và BodyMark thì mình thấy cái điểm số của cái phiên bản 17.5 này sẽ cao hơn đôi chút so với 17.4.1 gần kề. Nhưng mà cái số điểm của nó cũng không đáng kể và hầu như là trải nghiệm sử dụng của chúng ta cũng không có gì khác biệt cả. Qua phần hiệu năng thì mình sẽ nói đến cái vấn đề là pin và nhiệt độ. Thì ở phiên bản 17.5 này khi vừa cập nhật mình cũng đánh giá luôn cả AnTuTu và Geekbench cũng như là BodyMark. Thì mình thấy là thiết bị của mình có ấm lên đôi chút nhưng mà sẽ hạ nhiệt sau khi mà mình kết thúc bài test. Và trong cái quá trình mà mình sử dụng bình thường những cái thao tác vuốt kéo, những cái ứng dụng bình thường cơ bản á, thì hầu như là không có cái tình trạng là nóng máy cũng như là ấm lên ở mặt lưng của thiết bị. Đối với cái phiên bản 17.5 này nhiệt độ nó rất là mát trên cái thiết bị của mình. Còn về cái phần pin thì mình cũng vừa cập nhật khoảng tầm vài tiếng trước và mình chỉ trải nghiệm với những cái phần mềm test thôi. Nên là mình cũng không thể nói được nhiều về cái pin này. Thì các bạn có thể thấy cái biểu đồ của nó ở đây. Thì mình test khá là nhiều AnTuTu nè, cho tới là Geekbench và BodyMark thì pin của nó sụt giảm, đối với AnTuTu thì khá là cao. Và bây giờ thiết bị của mình là 33%. Đối với cái thời gian sáng màn hình là khoảng tầm 3 giờ 49 phút như thế này thôi. Vì mình test những cái phần mềm này nó khá là gút pin nha. Thì có lẽ là trong thời gian tới mình sẽ làm một cái video để mình đánh giá pin của iOS 17.5 cho các bạn sau. Còn trong video này thì mình sẽ chưa nói đến phần pin nhiều. Tóm lại thì sau khi mà trải nghiệm cái phiên bản 17.5 này, mình thấy cái đáng giá của nó chỉ là cái bộ hình nền này nè các bạn, cái bộ hình nền Bright này thì giúp cho chúng ta có những cái hiệu ứng thị giác khi mà chúng ta sử dụng cái thiết bị hơn. Còn ngoài ra những cái chức năng khác, ví dụ như là thay đổi cái tiện ích podcast theo cái các bạn đang nghe, cũng như là một vài những cái chức năng khác thì mình thấy nó cũng chưa có thực sự là cần thiết. Thì nếu mà các bạn đang sử dụng cái phiên bản hiện tại của các bạn thấy ổn định thì các bạn nên giữ lại sử dụng. Còn đối với các bạn mong muốn trải nghiệm những cái mới thì các bạn có thể nâng cấp lên và sử dụng. Còn về những cái dòng thiết bị mà nâng cấp á, thì đối với dòng iPhone 14, 15 thì các bạn có thể nâng cấp vô tư. Còn từ 13 trở xuống thì các bạn nên cân nhắc nha. Vì đối với những cái phiên bản mới ra thì có lẽ là nó cũng chưa có thực sự ổn định trên những cái dòng thiết bị iPhone mà đời cũ. Thì các bạn cứ tham khảo và cân nhắc trước khi mà các bạn thực hiện. Thì video này của mình đến đây xin tạm dừng. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.